Con tên gì? Con nhìn vô máy nè, con nhìn vô máy con nói đi. Tên gì? Cắt đi. Con tên gì? Con tên là Marina. Đừng có sợ cho, đừng có sợ. Đi ra kia cậu quay mới được. Cậu quay cho nhìn nè. Ra đó nhìn đi. Thấy không? Thấy không? Sao cứ hét vậy? Bây giờ đóng kịch Hoài Linh đi.